Người đàn ông trước mặt bạn đau khổ như thế nào? Sinh qua hậu cung đấu la Mỹ lệ 3000 và tiết kiệm hệ thống đa phụ đa phúc, sinh con sẽ mạnh mẽ hơn. Xem ra may mắn thật tốt, lại phát ra một miếng xương hỗn hợp. Hơn một hơn đồng có chút đây là xương hỗn hợp cấp độ 80. Cho dù đặt ở đâu cũng là tồn tại vô cùng quý giá, có tiền cũng không mua được. Người đây là sau một so đông ngờ ngác nhìn hồn cốt trước mắt hỏi. Hắn đoán được ý của Tô Bạch, nhưng một số không thể tin được. Đây không phải là rác rưởi, đây là hồn cốt. Đó là xương hồn 80.000 năm. Bibi đến Ba Đông hôm nay cảm thấy mình nhất định vẫn chưa thức. Nếu không thì không thể gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ. Vậy thì danh hiệu trẻ đấu la cũng được tính. Bây giờ hồn đối phương cấp độ 80.000 năm lại muốn cho mình. Cho ngươi, võ hồn của ngươi chắc là có liên quan đến nhẹ. Xương đỏ này vừa với bạn. Cậu nghiêm túc đấy, vẫn còn chút không tin nổi. Chính xác là vì cái gì? Chẳng lẽ trong lòng Ba Đông đột nhiên xuất hiện một ý tưởng? Nụ cười lập tức đỏ lên, hắn lén đưa mắt nhìn Tô Bạch, nhịp tim không khỏi tăng lên rất trẻ đẹp trai, ý chí xuất sắc, nữa thực lực còn là danh hiệu đấu la, dù là cái nào cũng rất tốt. Hơn một đấu đồng cũng là tâm động, hơn nữa đối phương lại ngay cả hồn cốt quý giá như vậy cũng nguyện ý tặng cho hắn một cơ hội theo đuổi mình cũng không phải là không đúng. Vậy trong suy nghĩ của Bi đến Ba Đông, hắn cảm thấy Tô Bạch hẳn là nhìn trúng hắn, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động của Thông Tô Bạch. Đối với ngoại hình của mình, Ba Đông vẫn rất tự tin. Tuổi của miếng xương này quá cao, nếu chỉ là cấp độ vạn năm còn miễn cưỡng có thể, 80.000 năm không chắc chắn. Không sao, tôi có cách giúp bạn hấp thụ. Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cậu nghĩ sao? À, vì lợi ích của phụ nữ không tệ, cũng không phải là không thể cho bạn một cơ hội. Đến anh nói gì? Nhưng với thính giác của Tô Bạch đã nghe rõ từ lâu rồi, cái này khi còn trẻ có còn rất đáng yêu không? Còn rất kiêu ngạo, nhưng xem ra cô gái này đã có cảm giác tốt với mình. Xem ra khoảng cách lấy được không xa, tôi sẽ giúp bạn hấp thụ linh hồn xương này. Vậy được rồi, thẻ thanh lọc mà hệ thống đưa ra vừa vặn dùng được. Được rồi, bạn cảm nhận cẩn thận nhé. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện hai cái võ hồn của hắn dĩ nhiên đều phát sinh thay đổi. Mặc dù ngoại hình không thay đổi, nhưng chất lượng hình như cao hơn rất nhiều. Tại sao bạn lại tốt với tôi đây? Vậy bạn nói sao? Biết rõ hỏi. Hừ, ta muốn hấp thụ hồn cốt, người cho ta hộ pháp. Ha ha ha, còn đừng nói. Ngạo mạn hơn một chút đông còn rất đáng yêu. Cách nào? Thành công rồi, tôi đã hấp thụ hồn cốt 80.000 năm. Sau khi hấp thụ hồn cốt, hồn lực của tôi tăng lên 2 cấp. Không chỉ vậy, tôi còn có được 2 kỹ năng. Đầu tiên là tăng cường độc tố. Hiện tại mỗi một hồn tích của ta đều mang theo độc tính. Còn có một cái gọi là chư vương vực. Thậm chí còn có được kỹ năng lĩnh vực. Đây chỉ là một linh kỹ, nhưng phạm 6 rất lớn. Hiệu quả là trong phạm 6 có thể làm chậm đáng kể tốc độ của đối thủ. Kỹ năng hồn cốt rất tốt. À, đúng rồi, anh đến rừng sao để săn tìm chiếc nhẫn phải không? Nhưng mà tôi tìm mấy ngày rồi vẫn không tìm được cái phù hợp. Vậy tôi giúp bạn thì sao? Để tìm cơ hội ở bên nhau nhiều hơn một chút. Tô Bạch cũng rất vất vả. Vậy bạn phải tìm cho tôi một cái phù hợp. Có một cái phong hiệu đấu la giúp tìm kiếm hồn hoàn. Hắn tự nhiên rất vui vẻ. Hắn cũng muốn cùng Tô Bạch ở thêm một chút. Chắc chắn rồi, đi thôi. Thật kỳ lạ khi đến cùng lúc linh thú ở đây vẫn còn rất nhiều. Sao hôm nay gặp phải ít như vậy? Này 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 này, miệng Tô Bạch nhếch lên. Đây tự nhiên là sản phẩm của hắn. Hắn lợi dụng siêu cường cảm giác, mỗi lần đều mang theo trong bút bút đề chỉ đều lại thêm một cái bút thôi. Cũng đủ có chủ đích tốt. Đi ra 3 ngày vẫn không tìm thấy hồn thú bích nhất. Bích Đông có chút mất mát nói. Ai, xoe, tôi sẽ quay lại, nói chuyện với bạn. Thật ra ta là thánh nữ của võ hồn điện. Ha ha, cái này đương nhiên tôi biết. Hơn một so với Đông Kiến Bạch nói chuyện cố ý tìm đề tài nói hắn hỏi đến đều quen biết lâu như vậy rồi. Tôi chỉ biết tên cô, không biết bạn đến từ đâu. Sao không nỡ? Hồ lão thích nói không nói. Được rồi, tôi nói tôi không tham gia bất kỳ. Trước đây tôi luôn tu luyện trong làng. Tỷ nhất tỷ đông khiếp sợ không bỏ cuộc nói mình tu luyện là có thể tu luyện đến phong hiệu. Đây đấu là thiên phú thần tiên gì? Nhưng Tô Bạch rõ ràng không nói nhiều. Hơn nhất Bích Đông cũng không tiếp tục hỏi. Tôi đi đây. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị thu hút bởi bạn. Vẻ đẹp thanh lịch của bạn, có một chút tự hào trong sự sống động, còn có rất nhiều thứ khiến tôi động lòng. Vậy thì sao? Bạn muốn nói gì? Mùa đông ấm áp, em có thể làm bạn gái anh không? Cũng không phải là không được, nhưng nó phụ thuộc vào hiệu suất của bạn. Mùa đông ấm áp, bạn đã đồng ý rồi. Cái gì đây? Đây là bùa hộ mệnh đặc biệt của tôi. Miễn là bạn mặc nó trên người, một khi anh gặp nguy hiểm, tôi có thể cảm nhận được và xuất hiện bên cạnh anh. Thứ này mặc dù hơi xấu nhưng lại rất kỳ diệu. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Trong trận đấu nửa năm này, nhờ có kinh nghiệm, Yun Yi thường đến đại sảnh ngôi sao để gặp Tô Bạch. Khi hai người gặp nhau trong một thời gian dài, tình cảm của hai người nóng lên rất nhanh. Vai thánh nữ đâu rồi? Xe giao hóa thần bí điện hạ, nhất là tâm đều đánh ở bên kia rồi.
Tức giận vì Ejito Bigu đã đi ra ngoài để luyện tập. Anh ấy không phản ứng. Cứ nửa năm một lần sẽ đến đó. Chờ mùa đông về, lần sau khi ra ngoài, người đi theo hắn chết đi. Cậu nói gì? Ý anh là Đông Nhi suốt thời gian này đi ra ngoài không phải để luyện tập mà là để hòa nhập với đàn ông hoàng dã. Cô của Sitozi Tân Cindy hoặc Jami Lansi. She forget tình yêu. Hắn muốn giết người. Tình yêu của hắn đổ đông, lại giấu hắn ưu đai với đàn ông hoàng dã. Làm sao có thế? Chắc là Dan đã bị người đàn ông hoàng dã đó lừa dối tôi. Dan ngoan ngoãn như vậy không thể giấu tôi và người đàn ông hoàng dã được. Chắc là người đàn ông hoàng dã đó đã lừa dối Dan. Bạn sắp xếp người đi xử lý người. Đồng nghĩ là thánh nữ của võ hồn điện không ta. Không thể bị một người đàn ông hoàng dã nào đó tôi hiểu ý tên. Của vị giáo hoàng này mà. Tô Hà hiểu. Mọi chuyện xong chưa? Những người biết nói dối và muốn chụp ảnh đều đã chết. Cái gì? Chẳng lẽ là người kia phía sau trung môn trưởng bố ra Lý tay? Lý Đình Đông rất tự hào. Là một giáo viên, anh ấy biết. Vì vậy người mà Lý Đế Đông nhìn thấy chắc chắn cũng là thời đại ưu tú. Vì vậy Chi Hy Dâu và tài năng, người đó hẳn là đến cùng một số người Trung Quốc lớn. Lần sau tử cung đều chết, có lời làm việc chăm chỉ. Hơn nữa chữ Vĩnh Nặc và Tô Hạ tài tử lấy thanh niên lấy danh hiệu này đầu súng. Không thể nào. Ngay cả khi anh ta là một thiên tài của gia tộc thiên thần, người thừa kế của 600 triệu thiên thần cũng là sau 50 tuổi mới đột phá danh hiệu đấu la. Những người khác làm sao có thể chết được? Người đàn ông hoang dã đó chắc hẳn là một con quái vật già của một giáo phái nào đó. Chỉ là trông trẻ thôi. Tuổi thật nhất định là mấy chục tuổi. Lão già kia dám ra tay với đệ tử yêu quý của mình. Mẹ kiếp. Đông Nam, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Cứ nói đi. Đông Nam, tôi không muốn nói dối bạn. Thực ra tôi là một linh thú. Bản thể của tôi là kim long. Ý ngươi là ngươi là hồn thú. Hình ảnh tương tự phải không? Tô Bạch gật gật đầu quan sát viên so với một so với phản ứng của Đông, mặc dù hắn kiếp trước nhưng bây giờ lại là hồn thú. Trong thế giới đấu la, hồn thú và người ở cùng nhau họ của rất nghiêm trọng. Đồng thời hắn cũng muốn xem câu trả lời của Bibi Dong. Nếu Bibi Dong từ chối ở bên nhau sau khi biết được thân phận, vậy thì anh ta cũng sẽ không ép buộc anh ta tôn trọng sự lựa chọn. Sao anh không nói sớm hơn? Nhìn thấy phản ứng của Bibi Dong, Tô Bạch có chút ngạc nhiên. Mùa đông. Thật kỳ lạ, cho dù bạn là hình vẽ linh hồn thì sao? Ta chỉ biết người là Tô Bạch, vậy là đủ rồi. Bạn nói xem bạn có thật lòng với tôi không? Đó là tự nhiên, tôi hoàn toàn chân thành với bạn. Ngoại trừ việc tôi là một linh hồn, tôi không giấu gì cô cả. Thế là đủ rồi. Đông Nhi, tôi sẽ đưa cô về chỗ của tôi. Không ngờ tôi đã ở đây lâu như vậy. Ở đây có một cung điện như vậy. Tất nhiên, đây là sức mạnh mà tôi đã xây dựng. Gọi là thần rồng. Không hổ thẹn là người đàn ông của tôi. Đông Nam Sai, tôi dẫn bạn đi chọn một phòng. Đan ở đây có quen không? Không sao đâu. Thái độ của Bi và Đông có chút lạ. Nhân tự nhiên chính là hắn đã biết Tô Bạch còn có nữ nhân khác rồi. Vẫn là ba. Còn có hai người đã sinh hai cô con gái cho Tô Bạch. Cho nên sau một sao Đông ghen rồi. Phía Đông, dù tôi có bao nhiêu phiên em đặc biệt trong lòng anh. Nhẹ nhàng, chỉ biết nói tốt thôi. Phía Đông, bạn xem thời gian gần hết rồi. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi ha ha. Hai mơ chủ nhận được phần thưởng thường 200.000 năm tu 6 phụ thân phủ 3 cái võ hồn tiến hóa hắn 2 cái trăm vạn tuổi nhỏ bí cốc 5 móng vuốt kim long. Chủ cố lên, lấy hết nữ thần đi. Hai mơ, tu 6 lại tăng thêm 200.000 năm nữa. Quay một số phần thưởng cơ bản, lại thu được một khối hồn cốt cấp bậc triệu năm. 5 móng vuốt kim long lại ước cốc hồn cốt kỹ năng có 2 cái. Một là yếu tố vàng kiểm soát, còn một cái nữa là tên hỗn hợp tấn công. Vì tư thiên móng vuốt thuộc về kỹ năng đơn thể, nếu đặt tên thì ngay cả trời cũng có thể xé ra. Hơn nữa từ triệu năm linh hồn cốt, sức mạnh phi thường. Càng nghĩ càng vui. Đông Nhi, người đã trở lại. Đúng lúc Bích Nhất Bích Đông vừa vào võ hồn điện đang chuẩn bị trở về chỗ, nhưng lại nghe thấy giọng nói của cấp Chi Hy Dâu. Đệ tử đã thấy giáo viên nhìn thấy thái độ của cấp Chi Hy Dâu rất không thoải mái. Hắn luôn cảm giác dù khi hắn cùng cái kia dã nam nhân sau khi tốt lên thái độ đối với mình đã thay đổi. Có phải em lại đi gặp người đàn ông đó không? Ông cử người đi theo tôi. Và tên hắn là Tô Bạch, là người đàn ông của tôi. Không phải đàn ông hoang dã. Cái gì gọi là người đàn ông của bạn? Đồ con đí. Người đã trao thân thể của mình cho một người đàn ông hoang dã. Bạn tuần tra trước. Bạn chỉ là giáo viên của tôi. Tôi uống nước. Cô không có quyền. Chết tiệt. Chờ đã. Tôi sẽ giết người đàn ông hoang dã của bạn ngay bây giờ. Em chỉ có thể là của anh. Trong Long Thần Điện, Tô Bạch đang chơi với hai cô con gái. Một giọng nói bối rối phá vỡ sự yên tĩnh này. Sếp. Là Đại Minh. Có chuyện gì vậy? Sếp, bên ngoài có mấy vị khách không mời. Có vẻ như đang tìm anh. Có phải hắn không? Buồn cười. Được rồi, bố. Các con về nhà mẹ đi. Anh Nhu Anh Vân, đừng lo. Tôi đi gặp một người quen cũ. Bạch ca, anh phải cẩn thận. Chết tiệt, đi thôi. Chắc là ở đây. Tô Hà cứu chết ở tên trộm và mất nhau. Tổng giám đốc, bạn nghĩ sao? Nếu như lão phụ đoàn đúng, nơi này hẳn là có kết giới. Và cũng rất thông minh. Có người đến. Bệ hạ.
Chihiro và người thanh niên nhìn về phía kia liền sinh ra ghen tị trong lòng. Bởi vì dù là dung mạo hay khí chất hắn đều không bằng đối phương. Trong lòng hắn khó chịu, chẳng trách con nị kia lại thích hắn. Hình ảnh thực sự tốt, ngươi chính là kẻ đã quyến rũ đệ tử của ta. Nam nhân Tô Bạch Nhất đang tiếp theo sắc mặt lập dị lên, vốn là khi phát hiện được 10.000 tin tập đến hắn lại có chút mong đợi Chihiro sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy. Bây giờ hình như đối phương không nhận ra hắn. Thú vị hơn, tôi là người của Đông Nhi. Sao lần trước ám sát tôi không thành công, bây giờ lại đến nữa? Người khác không biết tâm tư của Chihiro, tôi còn có thể không biết. Chắc hẳn là nhìn thấy mình thắng được một đấu đông, tức giận vì xấu hổ, cho nên mới mang theo hai tên đấu la muốn đến giết tôi. Bây giờ tôi là lãnh chúa hồn thú cấp triệu năm. Chỉ là hai cái danh hiệu thế mà cũng dám đến nhiều lần hổ của tôi, sợ không phải là ghét mạng lâu đâu. Nhưng bạn thừa nhận là được rồi. Lão phản đối hai vị trưởng lão. Xin chào. Tiểu tử nhìn rất trẻ tuổi, chỉ cần ở tu luyện vài năm nhất định có thể trở thành cường giả. Chỉ tiếc là người đã chọc giận người của võ hồn điện, hôm nay là ngày chết của anh. Ha 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 ha, phải không? Để tao xem mày có gì hôm nay. Tôi dựa vào tiếng cầm của con rồng đó. Chihiro thề rằng anh sẽ không bao giờ quên nó trong đời. Còn nhiều mấy năm trước hắn tới tinh đấu đại rừng rậm săn bắt một con hóa hình hồn thú 10 vạn năm. Cuối cùng lại dẫn ra một con rồng vàng. Gần như là trong nháy mắt, toàn bộ số hiệu hắn mang đến đều bị giết. May mắn thay, anh ta có một bí mật cuối cùng mới có thể trốn thoát. Nhưng nỗi kinh hoàng đó đã phủ bóng đen lên tâm hồn trẻ con của hắn. Luxia, đăng nhập Luxia. Lúc này hai người vẻ mặt ngu bức vốn là tốt đẹp, vị chi dầu gấp mời đến giết một tên, nhưng không ngờ đối phương lại là hồn thú hóa hiểm. Điều khiến bọn họ không ngờ tới là giáo hoàng nhà mình sau khi nhìn thấy đối phương hiến tặng bàn thể liền không chút do dự quay người bỏ chạy. Chỉ anh là gì? Chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm. Cho dù đánh không được cổ dốc cũng không sao. Có vấn đề gì không? Thiết bị được chuyển đi, danh tiếng của giáo hoàng của bạn không cần nữa. Không sao, mặc dù chạy hai cái, nhưng lợi thế hai đến một là ở chúng tôi. Ha ha ha, nói đúng, hay đánh một lợi thế ở chúng tôi. Chỉ cần 100.000 năm hóa hình hồn thú, hai chúng ta phong hiệu giết hắn cũng đơn giản như giết gà. Nếu đối phương đến tìm rắc rối của mình, mặc dù Chihiro chạy nhanh, nhưng để lại hai tên phong pháo đấu la cũng đủ để hắn đau lòng rồi.